Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên. Hôm nay chúng tôi có mặt tại Dutton Senate Building để mà tường trình với quý vị. Tin tức từ công ty Twitter cho biết một cái tin rất chấn động thưa quý vị, đó là khóa tài khoản của Tổng thống Donald Trump 12 tiếng. Lý do mà công ty Twitter đưa ra là họ nói là Tổng thống Donald Trump đã vi phạm chính sách cộng đồng của công ty Twitter, trong đó là không được khuyến khích, không được kích động, không được cổ vũ bạo lực trên cái mạng Twitter của họ. Và chúng ta biết là trong ngày 6 tây tháng giêng vừa qua, tức là ngày hôm qua, thì ông Tổng thống Donald Trump đã tweet ra ba cái tweet mà có liên quan đến việc kích động những cái người mà theo phò ông Trump là tấn công tòa nhà quốc hội, là hãy lên tiếng và kích động những người như thế, đặc biệt là ông dùng chữ mob, tức là những người băng đảng thưa quý vị, và không lên án những người đã vi phạm pháp luật tiến chiếm tòa nhà quốc hội, bạo động như thế. Thì rõ ràng là ông đã vi phạm vào cái chính sách cộng đồng của công ty Twitter. Do đó họ đã gán nhãn và cảnh báo ba cái tweet đó, và sau đó thì họ quyết định là đóng tài khoản của ông Donald Trump 12 tiếng đồng hồ thưa quý vị, cho tới khi mà ông Donald Trump phải chính thức tháo bỏ ba cái bài kích động như thế. Và họ đưa ra một cái tuyên bố nặng nề hơn là nếu mà ông Donald Trump không tháo bỏ ba bài kích động đó thì họ sẽ xóa tài khoản của ông Donald Trump vĩnh viễn thưa quý vị. Nói chung là ông Donald Trump chỉ là một khách hàng của công ty Twitter, nhưng mà lợi dụng cái mạng truyền thông xã hội này để mà đưa ra những cái tư tưởng lệch lạc, những lời lẽ kích động, gây hấn, gây bạo động, gây xô xát và không thể chấp nhận được thưa quý vị. Đó là lời của công ty Twitter, và vì không chấp nhận được cho nên họ cũng không quan tâm ông Donald Trump là đương kim tổng thống hay là tổng thống sắp mãn nhiệm, thì họ coi như là một khách hàng bình thường mang tên là Donald Trump. Do đó họ đã đóng tài khoản 12 tiếng đồng hồ. Có thể nói đây là một cái sự thách thức về quyền lực của ông Tổng thống Donald Trump đối với một công ty tư nhân mà đã dám bịt miệng một ông đương kim tổng thống thưa quý vị. Tuy nhiên hai bên có thưa kiện nhau ra tòa hay không là một chuyện khác. Ở đây là công ty Twitter cho biết mạng xã hội của họ là thuộc tài sản của họ, do đó họ có quyền cho bất cứ ai vào hoặc là mời ra hoặc là cho mở account, mở tài khoản, nhưng mà cũng đồng thời kèm theo điều kiện, nếu không đủ điều kiện hoặc lợi dụng những cái mạng xã hội của họ để tuyên truyền chống phá người này người kia, chẳng hạn như tuyên truyền chống phá tân tổng thống đắc cử Joe Biden hay bà nữ phó tổng thống tân đắc cử Kamala Harris, thì họ sẽ ra tay. Thứ nhất, họ nói rất rõ là nếu không tự xóa bài thì họ cũng sẽ xóa bài những cái bài đăng mà mang tính chất kích động. Thứ hai là họ sẽ áp dụng luật an ninh mạng của Hoa Kỳ thưa quý vị. Luật này rất nổi tiếng, mang tên là CDA 230, để mà gọi là tránh đi cái tình trạng gây hỗn loạn xã hội một cách không cần thiết. Mạng xã hội được dùng để mà thông tin liên lạc, không phải là nơi để mà tuyên truyền thông tin giả, thông tin bịa đặt. Và chúng ta cũng biết là đã có một số kênh của người Việt đã bị xóa thưa quý vị, đã bị lấy xuống bởi họ đưa ra những cái thông tin thổ tả, những thông tin bịa đặt, vu cáo và vu khống.
thì có thể nói rằng đây là một cái sự cảnh cáo, cảnh báo đối với Tổng thống Donald Trump, và trong vòng 12 tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ không thấy được bất cứ cái tweet nào của Tổng thống Donald Trump cả. Thì cũng xin đừng ngạc nhiên, vì đó là kỷ luật của luật chơi Internet bởi công ty Twitter. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.